Kính thưa quý vị, đây là chương trình phân tích thời sự trong tuần, chuyên phân tích những vấn đề chính của Mỹ và của Việt Nam, trong cũng như ngoài nước. Phụ trách chương trình gồm có nhà báo Vy Anh, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa và cựu quân nhân Trần Duy Biên, cao học toán của Hoa Kỳ. Thưa cái đề tài hôm nay, thưa quý vị, có tin rằng hai bên Tổng thống Trump và ông Tập Cận Bình có thể gặp nhau chỗ nào đó để ký cái thỏa thuận đàm phán về chiến tranh thương mại giai đoạn 1. Thì bây giờ thử xem, chúng ta cố gắng sưu khảo, xem xét coi tình hình kinh tế của Trung Cộng như thế nào. Chúng tôi sưu khảo thì thấy, có thể nói một câu là Trung Cộng mọi chỉ số đều đèn đỏ. Thưa quý vị, đèn đỏ đây không phải là đỏ là cái màu cờ của Trung Cộng đâu. Đó là cái hệ, cái báo nguy của cái nền kinh tế, hay là có những cái chỉ số liên quan tới nền kinh tế và thương mại của Trung Cộng. Đó là cái đề tài anh em chúng tôi phân tích, xin tập lại để dễ dàng theo dõi, là Trung Cộng mọi chỉ số đều đỏ. Kính thưa quý vị, đài RFI của Pháp điểm tin ngày 16 tháng 10 cho biết Tổ chức Tiền tệ Quốc tế IMF báo nguy Trung Quốc mọi chỉ số đều đỏ. Đó là một cái cơ quan hết sức khả kính, xin đáng tin, là cái tổ chức này là tổ chức quốc tế chuyên môn theo dõi tiền bạc của các nước trên thế giới. Thưa anh Biên. Vâng, thưa quý vị, cái màu đỏ nhiều khi ta dùng để báo động những gì nguy hiểm, ngạn như bãi biển, ta cắm những cờ đỏ, hoặc là cái chỗ sân bắn, ta cắm những cái cờ đỏ để báo hiệu rằng cái anh phải nói thêm gì? Hiểm. Đèn đỏ thì cũng nguy hiểm, vâng, nên xe không chạy được. Vâng, các bạn biết là đèn đỏ là... Ừ. Xin quý vị, khi báo đèn đỏ, đèn vàng lên, đèn đỏ thì xin quý vị đừng chạy. Thì đừng chạy, cái đèn đỏ, chạy nếu, tốn tiền lắm ạ. Nếu mà quý vị mà chạy thì tức là ăn ticket. Vậy là đi rồi. Cái câu đó là đèn đỏ có nghĩa là nền kinh tế đã báo động, có một sự nguy hiểm hoặc là có thể bị sa sút, kinh tế có thể xuống dốc. Vì vậy thì tại Trung Cộng, công nghệ chế biến, lạm phát địa ốc, sản xuất xe hơi, tất cả chỉ số kinh tế của Trung Quốc đều đỏ. Số hiệu công bố hôm thứ Ba còn tệ hơn. Vật giá leo thang kỷ lục từ 6 năm qua, một phần là do thịt heo khan hiếm, xuất cảng cũng giảm mạnh. Thủ tướng Lý Khắc Cường nhìn nhận là rất có thể, khó có thể đạt được một cái chỉ tiêu tăng trưởng tối thiểu là 6%. Trong năm nay, tăng trưởng tuột dốc cũng là một nhận định của chuyên gia kinh tế Raymond Sir Young, ngân hàng ANZ Hồng Kông. Đó là sự kiện. Bây giờ cố gắng tìm hiểu cái nguyên do. Thưa quý vị, nhiều nhà phân tích trên thế giới cho rằng hai áp lực giáp công vào nền kinh tế, tài chính và thương mại của Trung Cộng. Hai áp lực nào? Mặt này là do chiến tranh thương mại với Mỹ, mặt kia do chương trình Trung Cộng tái cấu trúc kinh tế, thanh lọc nợ ngân hàng và cải cách hệ thống tài chính. Thực vậy, hậu quả chiến tranh thương mại giữa Mỹ đối với Trung Cộng vô cùng tai hại, làm nên cho nền kinh tế của Trung Cộng và thương mại của Trung Cộng. Nó, cái cuộc chiến tranh này nó đưa đẩy kinh tế cũng như thương mại Trung Cộng đến cái bờ có thể nói là liệt bại chứ không phải chuyện thường. Mỹ, tại sao Mỹ đánh tiền hạ thủ duy cường? Ông Trump thì ông đánh trước không à? Ông đánh trước, đánh xa lưng chiến, đánh liên tục và đánh toàn diện chứ không phải đánh về thương mại không. Thí dụ ông đánh, ông không cho qua duy mua bất cứ một cái device, một cái thiết bị nào của Hoa Kỳ. Cái đó là ông đánh trên cái phương diện gọi là an ninh viễn thông 5G. Thành ra có thể
Huawei là một cái công ty đại công ty, một cái tập đoàn lớn của Trung Cộng, gần như là chết cứng, không có làm ăn gì được. Bởi vì cái máy điện thoại mà ông Trump ông cấm, ông cho Apple mua hay là Google bán những cái device, thì không có Google thì cái máy điện thoại kể như không, rồi không kiếm bản đồ được, không có dùng GPS được, không có gửi email được. Đó là cái chơi, cái kiểu có thể nói ông Trump là một cái nhà, một cái người chiến lược gia chơi cái đòn độc chứ không phải thường, phải không anh? Vâng. Như thương chiến Mỹ không còn giới hạn lãnh vực thương mại mà mở rộng đến chiến lược tranh giành ảnh hưởng, có tăng chứ không có giảm trên phương diện chiến cuộc, cho nên sẽ kéo dài chưa biết bao giờ mới ngừng. Cái được gọi là mini thỏa hiệp hồi cuối tuần qua và chưa được ký chỉ có tác động rất thấp đối với nền kinh tế Trung Quốc, nhiều lắm là 0.1%. Nên nếu thực sự được áp dụng, đã vậy Hoa Kỳ vẫn không cam kết bỏ áp thuế nhập cảng hàng Trung Quốc đã ban hành. Trong hoàn cảnh này, chính quyền Trung Quốc dường như vô kế khả thi. Chính phủ không muốn mở hầu bao tung tiền kích thích kinh tế. Ngân hàng Trung ương vẫn từ chối giảm lãi suất, chỉ đạo hỗ trợ đầu tư và tiêu dùng. Kinh tế Trung Cộng đã thấm đòn thương chiến Mỹ. Có nhiều tờ báo Pháp nó dùng cái chữ còn nặng hơn nữa, nghĩa là kinh tế Trung Cộng hụt hơi. Trong vòng đàm phán thứ 13, báo Le Monde ngày 8 tháng 10 của Pháp tóm tắt tình hình kinh tế hai nước từ khi xảy ra chiến tranh thương mại song phương. Liên quan đến Trung Cộng thì theo nhà báo của viết trên Le Monde, ông Frédéric Lemaître, Bắc Kinh thừa nhận, đây là lời của ông Lemaître, Bắc Kinh thừa nhận bị tác động vì chiến tranh thương mại, những dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh thấm đòn, được nhà báo Frédéric Lemaître phân tích trên hai điểm. Trung Cộng nhũng nhặn hơn trong tuyên bố, không có dám dùng dao to, búa lớn như lúc trước, và những cái số liệu mới của thống kê cho thấy là nền kinh tế của Trung Cộng, nghĩa là đương lâm nguy, báo động đỏ, nên IMF, tức là tổ chức tài chánh quốc tế, mới gọi là mọi chỉ số của Trung Cộng đều đỏ hết. Trung Quốc đã đổi giọng, bây giờ không có nói mạnh nữa. Đổi giọng như thế nào? Thêm và mở miệng kêu bằng đặt, không đặt cái vấn đề, để một bên cái vấn đề mặt mũi người Trung Cộng, thì để coi vấn đề mặt mũi quan trọng lắm. Bây giờ để một bên vấn đề mặt mũi lại đi cầu hòa với Mỹ, thưa anh. Vâng. Cái vấn đề được đặt ra là mỗi một khi mà bắt đầu thương chiến bắt đầu thì Trung Cộng hung hăng lắm, nói rằng là nghĩa là đi đến đâu tới đến đó và chấp nhận chiến tranh thương mại. Rồi là mỗi một khi mà Tổng thống Trump mà cho tăng thuế thì Trung Quốc phản ứng ngay, nói rằng là không sợ, cứ việc tăng. Nhưng mà quả tình là ông Trump ông ấy đã có một cái viễn kiến khá xa, là ông ấy nhận thấy rằng là bây giờ cái đạn ông ấy còn nhiều mà đạn của Trung Cộng còn rất ít. Cho nên là mà chiến tranh là bớt đánh tới hết đạn là cuối cùng là thua thôi. Vì vậy mà mới bắt đầu thì rất là hung hăng, mà rồi là tiếp theo nữa là một số những nhà gọi là kinh tế gia của Mỹ đã nói rằng là không nên thương chiến với Trung Cộng, bởi vì ông Krugman ông ấy được giải thưởng Nobel về kinh tế, ông bảo rằng là chắc chắn là nước Mỹ sẽ bị khủng hoảng về kinh tế. Và chính những lời nói đó, người ta là đây ông Krugman cũng là một trong những người mà phải nói rằng là một người kinh tế gia. Kinh tế gia được giải thưởng Nobel. Giải thưởng Nobel nữa. Nhưng mà cuối cùng ra thì đúng là sau 2 năm sau thì cái nền kinh tế nó cứ tăng vùn vụt. GDP nền, tăng. Anh phải nói là nền kinh tế của Hoa Kỳ. Vâng, của Hoa Kỳ. Thay vì bị sụp tăng như ông Nobel nói, vâng, thì mà bây giờ nó tăng lên vùn vụt. Yeah. Nên là có những báo chí người ta nói rằng ông Krugman phải nợ một lời xin lỗi ông Trump. Đã. Bây giờ anh cho tôi biết là cái Trung Cộng họ xuống nước, thấp cơ, thì cái hành động nào
cái hành động, chứ tôi không muốn nghĩ tới cái lời nói không, cái hành động nào là Trung Cộng tỏ ra xuống cờ đối với Hoa Kỳ? Thì ở trong ngay cái Ngoại trưởng Vương Nghị ngay ở trong Hội đồng Liên Hợp Quốc đó, vào cuối tháng 9 này ở New York, không những không khẳng khái chỉ đích danh Mỹ khuấy động thế giới, Bắc Kinh lại tỏ ra nhân nhượng. Bắc Kinh cho phép công ty của PayPal của Mỹ tham gia thị trường thanh toán trực tuyến tại cái Trung này Quốc. Hết sức là quan trọng, vâng, anh thấy không? Vâng. Cho một cái cơ quan có thể nói là thu tiền đổi tiền, vâng, của Hoa Kỳ làm việc ngay ở trong cái nền tài chính của Trung Cộng. Vâng. Cái điều đó là tối kỵ đối với Trung Cộng đó. Vâng. Mà bây giờ cho. Và PayPal đã trở thành một công ty nước ngoài đầu tiên trong lĩnh vực này được cấp phép. Hoàn Cầu Thời Báo, phiên bản của Nhân Dân, Nhật Báo, tiếng nói chính thức của Trung Cộng, thượng tôn Hán tộc và gây hấn tỏ ra hòa giải. Hôm 5 tháng 10 giải thích chẳng lợi lộc gì khi xây một bức tường bẹt lành ban kỹ thuật số. Ngược lại, một hợp tác đôi bên cùng có lợi nên là mục tiêu cho tất cả các nước sản xuất công nghệ. Có nghĩa là bây giờ thì ta cứng rắn không được nữa thì thôi thì ta cũng đành làm hòa vậy. Nói tóm lại cái phần trên là Trung Cộng biết và biết rất rõ. Cái kinh tế của họ đường nguy hiểm và họ dùng cái lời lẽ nhã nhặn hơn, cầu hòa hơn. Và quan trọng nhất là có cái hành động cầu hòa đến mức mà cho cái tổ chức PayPal làm việc ngay ở trong Trung Cộng và trong nền cái kinh tế tài chính của Trung Cộng. Cái điều này là ít có. Có lẽ Cộng sản Bắc Kinh hạ giọng vì số liệu thống kê mới không tốt đẹp làm cho nền kinh tế, đối với nền kinh tế Trung Cộng. Cái thống kê này, thưa quý vị, không phải nước ngoài không, mà ngay cái thống kê của Trung Cộng cũng cho thấy rằng cái nền kinh tế của Trung Cộng đang ở cái thế rất rất là kẹt. Nhà cầm quyền Trung ương Trung Cộng phải thừa nhận rằng không dễ dàng gì đạt được cái mức tăng trưởng 6% trong năm 2019, trong khi mục tiêu đề ra là 6% cho đến 6,5%. Dự trù là 6 cho tới 6,5% mà bây giờ chắc chắn năm 2019 là không đạt được 6%. Lượng xe hơi, tại sao? Lượng xe hơi bán ra ở Trung Cộng năm 2019 sụt 10%. Tỷ lệ thất nghiệp tạm ổn nhưng một số ngành gặp vấn đề như sản xuất ô tô, điện lực, xây dựng, bất động sản. Theo Nhân Dân Nhật Báo là cái tiếng nói chính thức của Đảng Nhà nước Cộng sản ngày 25. Nói, những cái ngành đó đều sụt hết, đều xuống hết. Chỉ số sức sống của nền kinh tế của Trung Cộng hay của bất cứ nước nào là GDP, tỷ lệ tăng trưởng thấp nhất. GDP của Trung Cộng tăng thấp nhất trong 30 năm qua. Nghĩa là cái GDP của Trung Cộng trong 3 năm qua, bây giờ thì đương ở cái thế thấp nhất. Rõ ràng, đương nền kinh tế Trung Cộng đương ở cái mức mà, nếu mà nói theo người Tàu đó, là thậm chí nguy, phải không anh? Vâng, thậm nguy. Từ đã báo động đỏ rồi đấy. Anh. Thực tế thì tình hình sản xuất của Trung Cộng đến nay có thể nói suy vi vì ảnh hưởng mạnh mẽ từ thương chiến Mỹ-Trung, cũng như nhu cầu tiêu dùng trong nước giảm. Kết quả tăng trưởng kinh tế quý 3, tức là 2019, cũng đang suy thoái ở điểm thấp dưới mục tiêu chính phủ Trung Quốc dự trù của cả năm 2019 là từ 6 đến 6,5%. Số liệu chính thức vừa công bố khác so với kết quả phân tích của hãng Reuters khi nhận định tăng trưởng GDP của Trung Quốc giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay đạt được 6,1%. Những số liệu kinh tế buồn tẻ trong những tháng gần đây của Trung Quốc cũng cho thấy nhu cầu thị trường trong cũng như ngoài nước của Trung Quốc đã yếu đi nhiều. Bây giờ nãy giờ anh em chúng tôi nói có sách mắt cứ chứng, chúng tôi có tìm ra, trình ra những sưu khảo, những con số và những cái sự việc mà cái nền kinh tế của Trung Cộng đương trên cái đà gọi là nguy hiểm. Thì bây giờ chúng tôi cũng có sưu khảo được một số nghị luận,
tức là bình luận mà có thể nói là khả tín của những nhà phân tích. Hầu hết các chuyên gia phân tích đều cho rằng quy mô tác động của biện pháp kích thích mạnh mẽ ở Trung Quốc sẽ bị giới hạn với một nền kinh tế vốn đã bị đè nặng vì các khoản nợ công sau các chu kỳ nới lỏng kinh tế trước đây. Không phải vì cái chiến tranh thương mại này nền kinh tế Trung Cộng lâm nguy, mà vì cái nợ công hồi đó tới bây giờ mặc sức nhà nước ở cấp cao, tức là đảng nhà nước vay nợ, rồi ở dưới địa phương nó mấy ông lớn ở trên mấy ông vay nợ, mấy là ông làm ăn được thì cũng phải cho chúng tôi làm chứ, địa phương cũng làm, địa phương cũng làm, do đó trên dưới đều vay nợ công đến cái mức bây giờ cái nợ quá lớn khó mà trả. Tầm nhìn về kinh tế Trung Quốc lúc này cho thấy sẽ không dễ gì thay đổi sớm diễn ra khi những căng thẳng trong cuộc thương chiến kéo dài Bắc Kinh Washington, nghĩa là cái suy thái này, cái suy vi này của nền kinh tế Trung Cộng một phần là do nội tại, tức là do đảng nhà nước Trung Cộng cấp cao và địa phương, rồi do cái thứ hai, nguyên do thứ hai là do cái cuộc mà gọi là thương chiến hay là cái cuộc chiến tranh thương mại mà ông Trump và Hoa Kỳ, nội các của ông đánh tơi bời qua lá vào cái nền kinh tế thương mại của Trung Cộng. Như tuần trước, Tổng thống Mỹ cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận về giai đoạn một phần. Thưa quý vị, tuy nhiên, giới chuyên viên cho rằng cái sự thỏa thuận của Trung Cộng và của Hoa Kỳ trong cái cuộc đàm phán thứ 13, thưa quý vị, còn chỉ là một phần thôi, chứ còn nhiều việc phải giải quyết, thì qua mai cái nền kinh tế của Trung Cộng mới phục hồi được chút. Là tại sao mà dường như là trời hại Trung Cộng quý vị? Hai bên, ông Tập Cận Bình, do ông cam kết với ông Tổng thống Hoa Kỳ là sẽ gặp nhau ở tại Chí Lợi, Chile, ở tại Chí Lợi, tiếng Việt Nam chúng ta hồi xưa đã dịch ra tiếng Việt là Chí Lợi, Chile là Chí Lợi, sẽ gặp nhau, sẽ ký một cái thỏa thuận giai đoạn 1 thôi, nhiều giai đoạn lắm, nhưng mà giai đoạn 1 thôi, nhưng mà cái đụng bên Chí Lợi lại có những vấn đề xã hội, nói đúng ra là dân chúng chống đối biểu tình, thì ông tổng thống của Chí Lợi nói, no, không được đâu, mấy ông đừng có qua đây, bây giờ nội bộ chúng tôi luôn xáo trộn dữ lắm. Mà cũng có tin là ông Tập Cận Bình muốn lợi dụng cái tình cảm của ông lúc còn làm cấp thấp, ông có đi qua cái tiểu bang Iowa, thì lúc đó mà cấp nhỏ mà, thì ông lại ở nhà một cái vài gia đình của nước Mỹ. Hồi tôi được cái Fulbright Grant, tôi cũng được cái hân hạnh đi đó, đi qua bên xứ Mỹ này. Bộ Ngoại giao họ sắp xếp cho mình không phải là ở hotel đâu, mà không phải không có tiền, nhưng mà họ cho mình ở trong gia đình, tiếp xúc với khi ông dân biểu, tiếp xúc với dân để mình học cái cách mà sinh hoạt dân chủ ở Hoa Kỳ. Ông Tập Cận Bình cũng có một thời đi qua được Iowa, bây giờ ông muốn trở lại cái chỗ đó để lấy cảm tình của dân chúng ở Iowa để cùng ký với Tổng thống Trump. Nhưng mà tin giờ chót chúng tôi thấy cái giải pháp đó cũng chưa được. Mà còn cái giải pháp nữa là có thể ký ở tại Anh, bởi vì Anh là cái G20 sẽ họp vào ít nhất vào tháng 12. Đó là những cái tin tức. Quý vị thấy chỉ giai đoạn 1, cái thỏa thuận giai đoạn 1 chứ không phải là đình chiến, mà cũng không phải là hòa đàm, chỉ giai đoạn 1 thôi mà đã gặp khó khăn như vậy rồi. Đó là thành ra đó có những cái sự kiện mình muốn cứ bằng mưu sự tại thiên, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, mà đó là cái tình trạng ông Tập Cận Bình giờ muốn lắm, muốn ký liền với Hoa Kỳ, với ông Tổng thống Trump về cái một cái
cái có thể nó là cái thương ước tạm thời giai đoạn 1 mà thôi, mà chưa làm được thưa anh. Vâng, theo tin VOA ngày 30 tháng 10 năm 2019, thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung có thể chưa hoàn tất để ký ở Chi Lợi. Và tháng tới, một quan chức tòa Bạch Ốc cho Reuters biết vào sáng ngày 29 tháng 10, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự trù sẽ ký kết giai đoạn 1 của Hiệp định Thương mại tại hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương, và sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 11 tại Chi Lợi. Nếu hiệp định không được ký ở Chi Lợi thì điều đó không có nghĩa là nó sụp đổ, nó chỉ chưa sẵn sàng, một quan chức chính quyền của ông Trump cho biết. Nhưng mà có cái điều rõ rệt nhất, luật pháp, thí dụ một đạo luật ký rồi, quốc hội đồng ý rồi, tổng thống ban hành, nhưng mà cũng chưa thi hành đâu. Thường thường người ta cũng phải để dành cho, thí dụ Hoa Kỳ phải dành cho 3 tháng hay là 1 tháng để cho dân chúng biết, bởi vì Hoa Kỳ là một cái nước nhiều tiểu bang mà. Hành đang lúc đó cô chưa. Còn bây giờ, ngay khi cái hiệp, cái thỏa thuận giai đoạn 1 này mà được ký trong tháng 12, thưa với quý vị, thì từ đây cho tới tháng 12 cái gì không biết, những cái lệnh trừng phạt, những cái tăng thế quan của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng vẫn còn có giá trị hoàn toàn. Đó, thành ra ông Tập Cận Bình, ông có thể nói là ông rất là nôn nóng muốn ký cho được, vì để càng lâu thì để càng lâu là càng thiệt hại, càng thiệt hại. Nhưng mà tôi thấy dường như ở bên trong cái có thể nó cái ý thâm ý của ông tổng thống Trump, bề ngoài ông cam kết ông nói sẽ ký gì vậy, nhưng mà ông cũng xin lỗi, tôi dùng cái chữ hơi bình dân chút, cũng lợi dụng những cái khó khăn đó có thể lắc qua lắc lại để kéo dài, bởi vì cái sự kéo dài lăn trì cái thủ tục ký là có lợi cho Hoa Kỳ. Bởi vì thưa quý vị, như quý chúng ta biết, cái việc mà Hoa Kỳ tăng cái thuế quan đối với Trung Cộng bị thiệt nhiều hơn là Trung Cộng tăng thuế quan đối với Hoa Kỳ. Bởi vì cái chuyện Trung Cộng cần hàng hóa của Hoa Kỳ nhiều hơn là Hoa Kỳ cần hàng hóa của Trung Cộng. Hầu hết các chuyên gia phân tích đó là những cái gì anh em chúng tôi ghi nhận đó. Nhưng mà nãy giờ nói về sự kiện cũng có, về nghị luận cũng có, về tin tức cũng có, anh em chúng tôi xin phép ghi thêm một số bổ sung để vấn đề cho nó càng rõ rệt hơn, thưa quý vị. Vâng, sở dĩ kinh tế của Trung Cộng lâm nguy, mọi chỉ số đều đỏ, Mỹ chơi đoàn độc, tiêu biểu là cụ thể như sau. Đoàn độc đó là Mỹ không có gì cao siêu chính trị hay quân sự, đoàn ấy rất bình dân, phổ thông. Mỹ đúng dùng gậy Trung Cộng để đánh Trung Cộng, đánh vào món ăn khoái khẩu bình dân nhưng phổ thông và truyền thống của văn hóa ẩm thực của Trung Quốc, đó là thịt heo. Không khác gì người Việt Nam ăn cơm mà không có cá. Và Mỹ còn đánh vào những món đồ gia dụng cá nhân xài hàng ngày trong xã hội Trung Quốc. Thế mà kinh tế Trung Cộng tuột dốc, không phanh, GDP giảm ngoài dự tưởng. Kinh tế Trung Cộng thậm chí nguy có thể xảy ra biến động xã hội như thất nghiệp, nổi loạn, đại gia vượt biên, chuyển tiền ở ngoại quốc, ngưng tăng trưởng kinh tế, Đảng Cộng sản mất thế cầm quyền. Thưa quý vị, cái việc mà Tổng thống Trump nghĩa là dùng cái vấn đề thịt heo để đánh Trung Cộng không phải là Hoa Kỳ chủ trương trước, mà đó là chỉ dùng gậy ông đập lưng ông mà thôi. Ở đời đó, thưa với quý vị, ai cũng biết, dầu đời thường hay đời chánh trị, mưu thâm thì họa diệt thâm, mình các mưu độc, mưu sâu, kế độc thì cái hậu quả cũng có thể là gặp những cái tai hại độc. Ban đầu Trung Cộng chơi ác trước đối với Mỹ, Trung Cộng tẩy chay không mua thịt heo,
không mua đậu nành của Mỹ để phá phiếu lũng đoạn sự ủng hộ của cử tri Mỹ ở vùng nông nghiệp. Mỹ từng tạo nên, từng giúp cho Tổng thống Trump tạo nên được cái cuộc đắc cử năm 2016. Anh thấy cái trò lấy kinh tế mà đánh chính trị, cái trò này cũng độc chứ không phải thường, phải không anh Viên? Rồi. Nhưng dân Mỹ, thưa quý vị, họ kinh nghiệm dân chủ tự do gần 200 mấy chục năm, cỡ ông Tập Cận Bình không có hơn nổi dân Mỹ đâu. Dân Mỹ ở vùng này không để Trung Cộng chia rẽ mình, người dân với chính quyền của dân, vì dân và do dân. Người dân Mỹ phản ứng như thế nào? Thưa dư quý vị, họ cố gắng, họ vẫn sản xuất đậu nành. Và chính quyền Mỹ cũng vậy, cố gắng tìm bán cho những cái nơi khác. Thí dụ Nhật mua thêm, tôi nhớ. Đó. Nhật mua thêm một số. Thành ra, riêng cái chính quyền của Hoa Kỳ, tôi nhớ, đọc Cộng Hòa lẫn Dân Chủ trong cái ngân sách đã dự trù, thưa là 10 mấy tỷ đô la để giúp cho nông dân, 6 tiểu bang, để phá, để ngăn chặn cái sự mà kêu bằng Trung Cộng muốn xen vào, chia rẽ chính quyền với nhân dân, nông dân ở tại thuộc Hoa Kỳ. Chính quyền Mỹ hành pháp lập pháp đó, không dù là đương căng thẳng, Dân Chủ và Cộng Hòa đương tăng căng thẳng, nhưng mà cái gì quyền lợi của dân là hai bên xếp lại ngồi gần với nhau, nên Trung Cộng không có kêu bằng mưu hại được người dân Hoa Kỳ. Nên thay vì mà làm tính lấy cái đậu nành, tẩy chay đậu nành và thịt heo, thưa quý vị, để hại ông Trump trong bầu cử, thì bây giờ cái món này trở thành cái gậy ông đập lưng ông, Hoa Kỳ không bán. Bây giờ tôi không cần bán cho Trung Cộng nữa đậu nành, mà tôi cũng không cần bán thịt heo cho Trung Cộng nữa, thưa với quý vị. Thành ra Trung Cộng ở cái thế mà thiếu cái món ăn, có thể nói món ăn văn hóa. Thưa với quý vị, con heo của đối với người Trung Hoa không bỏ một cái gì hết. Từ cái lông thì lấy làm bằng chải, rồi đến đổi mỡ mà thắng ra cái tép mỡ đó cũng ăn nữa nè. Mà tôi cũng khoái cái tép mỡ nè. Kho cá được. Đó là cái tình hình mà gậy ông đập lưng ông. Phải nói cái bộ tham mưu, cái nội các của Tổng thống Trump là những cái người phải nói là rất giỏi, am tường không những tình hình ở đất nước mình mà am tường cái văn hóa, cái món ăn khoái khẩu của người Trung Cộng, và họ sử dụng cái đó một cách siêu việt và làm cho Trung Cộng ở cái thế hết sức là kẹt, thưa anh. Và hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, Trung Cộng mưu thâm thì họa diệt thâm, đòn đánh vào nông dân Mỹ trở thành gậy ông đập lưng ông. Trời hại nhà cầm quyền gian ác Trung Cộng, heo của Trung Cộng bị nạn dịch tả ở Phi Châu chết quá nhiều, chôn không kịp, xảy ra khủng hoảng thiếu thịt heo ở Trung Cộng. Thiếu thịt heo ảnh hưởng tới tiêu dùng của người dân Trung Quốc trên toàn xã hội Trung Quốc, trong khi thương chiến với Mỹ khiến chính quyền Bắc Kinh chịu nhiều áp lực. Mặt này, khủng hoảng thiếu thịt heo là một thức ăn phổ thông, truyền thống của Trung Cộng, làm cho kinh tế Trung Cộng mọi chỉ số đều đỏ, báo nguy theo báo động của Tổ chức Tiền tệ Quốc tế IMF. Mà người ta nói họa vô đơn chí, phước bất trùng lai, đúng. Đối với Trung Cộng, đối với kẻ ác, chỉ số tăng trưởng GDP của Trung Cộng nằm dưới mức dự trù, nạn thất nghiệp tăng, Trung Cộng mất thế cầm quyền. Mà cái quan trọng nhất nữa, thưa quý vị, là Trung Cộng chẳng những đương thiếu thịt heo gì không mua được của Mỹ, mà lại gặp cái dịch heo Phi Châu, heo của Trung Cộng, cái giống Phi Châu lớn, thưa với quý vị, nó rất là lớn. Tôi coi trong hình đó, một con người mà ngồi lên lưng nó
nó vẫn tỉnh bơ. Nhưng mà nó bị chết, nó bị chết, nó bị dịch tả, nó chết. Nuôi là không kịp, nuôi không kịp. Đó, nên cái rất là trầm trọng. Nên nhà phân tích thuộc công ty tài chánh Nomura cho biết tốc độ tăng trưởng thực tế có thể tồi tệ hơn. Con số chính thức tăng trưởng của Trung Cộng có thể tồi tệ hơn. Bên nhà nước bây giờ, hồi đó tính dự trù là 6-6.5%, bây giờ 6%. Nhưng mà ông này, ông nói, no, không phải vậy đâu. Ông công ty tài chánh Nomura nói như vậy. Chúng tôi, đây là lời ông, chúng tôi nghĩ rằng Trung Quốc vẫn đang cố đạt được một mức tăng trưởng thấp năm 2019 ở mức 6.1. Và mức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ còn thấp hơn nữa về phương diện thực tế, chỉ còn có 5.8 mà thôi. Đã, nếu tới 6% đó là đã thấp so với 30 năm về trước như anh em chúng tôi trình bày hồi nãy. Bây giờ ông này nói, hằng, cái số của mấy ông Trung Cộng không đúng, số thực tế có thể là 5.8 mà thôi. Báo Hoa Nam buổi sáng ở Hồng Kông trích lời nhà kinh tế học Carlos Casanova thuộc công ty bảo hiểm tín dụng Coface nhận định hoàn toàn phù hợp với dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế là mọi chi. Cái tờ báo này là tờ báo sát Trung Cộng ở tại Hồng Kông. Hoa Nam buổi sáng nói mọi cái chỉ số của Trung Cộng đều đỏ. Cái nhận định đó rất là đúng, thưa anh. Tuy nhiên, thương chiến chỉ là một trong những thách thức nền kinh tế Trung Quốc phải đối mặt. Dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết, chỉ số xuất cảng hàng hóa đã đóng góp ít hơn cho sự tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Đồng thời, dịch tả heo Phi Châu cũng đã tác động tới người tiêu dùng Trung Quốc. Theo Hoa Hàn Cầu Thời báo, doanh thu từ thịt heo chiếm khoảng 1% trong nền kinh tế Trung Quốc. Giá thịt heo tăng đang tác động tiêu cực tới người tiêu dùng của Trung Quốc. Nguồn cung cấp heo sẽ giảm trong năm tới. Giá thịt heo sẽ tăng gấp đôi so với mức tháng 9 vừa qua. Điều này sẽ đè nặng lên niềm tin và thu thập trên thực tế của người tiêu dùng. Chuyên gia Martin Dreyfus-Sen thuộc Capital Economics nói. Nhiều nhà phân tích lo ngại rằng nếu sự tăng trưởng kinh tế chậm lại thì sẽ ảnh hưởng lớn tới việc thất nghiệp. Không phải là tốc độ tăng việc thất nghiệp, mà nếu Trung Quốc thất nghiệp đó, thưa quý vị, tạo thành một cái khủng hoảng xã hội rất là lớn, rất là lớn. Đó là có thể cái kinh tế thương mại thất bại, suy di, nó sẽ lôi kéo tới cái vấn đề khó khăn nội bộ, tức là thất nghiệp. Mà đã thất nghiệp rồi đó, thưa quý vị, những cái biến động xã hội có thể xảy ra, làm cho nhà cầm quyền thêm rối loạn, mà có thể bị thay đổi không chừng. Đó là những cái gì mà anh em chúng tôi ghi nhận được để trình cùng quý vị, là những nhà báo chúng tôi sưu khảo những con số, những tài liệu, những nghị luận để trình cùng quý vị. Cái quyền nhận định là quyền tối thượng của cái khán thính giả. Xin thành thật cảm ơn quý vị.